chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4 của VNATV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi Tâm Đoan Shop, tọa lạc ngay ở trên đường Bonsa, gấp với lại Moran. Và Tâm Đoan Shop có hai dòng sản phẩm D1 và D-Royal Support rất là tốt để phục vụ cho quý vị. Mời quý vị đón xem talk show mỗi ngày thứ ba và thứ sáu ngày hôm nay là từ 6 giờ đến 7 giờ để quý vị biết thêm chi tiết về những promotion vô cùng hấp dẫn của Tâm Đoan Shop. Số phone là 1888-376-6768, 1888-376-6768. Tiếp đến nữa, xin mời quý vị nhớ điền vào mẫu đơn của cơ quan thống kê dân số và quý vị có thể tìm vào website 2020census.gov, 2020census.gov để biết thêm chi tiết. Trên website này có phần tiếng Việt để phục vụ cho quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa, bây giờ là thời gian rất là tốt để cho quý vị làm refinance nhà của mình để mà tiền mortgage mỗi tháng mình trả được rẻ hơn, mình tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Và biết đâu mình còn có thể là đầu tư thêm để mua thêm nhà mới nữa. Bây giờ là dường như là cái thị trường mua bán địa ốc đang quét cấp trở lại rất là nhiều, phải không chứ? Có nhiều người đã gọi để đi coi nhà hơn, phải không? À, tại vì tâm lý người Cali bây giờ cũng đã ổn định, thưa quý vị, họ tin tưởng rằng miền Nam Cali là cái miền Nam bây giờ thì tương đối là không có cái vấn đề Covid nhiều nữa, cho nên họ cũng đã tiếp tục cái chương trình mua nhà bán nhà. Thưa quý vị, bây giờ trở lại một cái tin, cái tin này cũng liên quan đến Covid, thưa quý vị, mà trên phương diện quốc tế, thưa quý vị, WHO đó mới báo cáo là có ngày chủ nhật vừa qua là cái ngày mà kêu là kinh khủng nhất trong tất cả những cái ngày trước, đó là chỉ trong có một ngày 24 giờ đồng hồ thôi mà đã hơn 183.000 hơn 183.000 ca nhiễm mới đó. 183.000 ca nhiễm mới thì đó là một cái sự nguy hiểm vô cùng trong một ngày thôi. Và dĩ nhiên là ở Brazil trong một ngày chủ nhật vừa qua thì nhiều hơn nước Mỹ, nhưng mà nước Mỹ cũng là đứng thứ hai và nổi bùng lên cái vấn đề mà người nhiễm bệnh trong cái vụ Covid này, thưa quý vị. Đây là một cái điều đáng ngại, thưa quý vị. Nước Mỹ chúng ta cũng đang ở trong cái tình trạng là vẫn sôi động về bạo loạn, về hôi của, về cướp phá, về đốt nhà, về chống Trump, về thế này thế khác. Thành ra đây là một cái việc làm mà chúng tôi không biết nói làm sao, chỉ mong là cái chính quyền trung ương có một cái biện pháp mạnh mẽ để đối phó với cái nạn hôi của, nhất là đặc biệt là cái vụ mà chiếm đóng và Seattle, là những người ở trên đó thì không đeo mặt nạ hết, cứ đi lăng quăng đi chạy qua chạy lại, hò hét ung sùng thì nó gây ra một số những người bệnh nhân mới, thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa chúng tôi gửi đến cho quý vị một bản tin liên quan đến tình hình của Biển Đông. Và bây giờ là càng nổi sóng hơn khi mà Nhật Bản đã đưa ra một cái gọi là một dự luật mới nhằm thay đổi tình trạng của các chuỗi đảo mà Nhật Bản cho rằng là thuộc về chủ quyền của mình, đó là đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, và làm cho Trung Quốc vô cùng nổi giận và nói rằng sẽ đưa các tàu của họ đến với lại khu vực biển này. Hội đồng thành phố của thành phố Ishikawa thuộc quận Okinawa của Nhật Bản đã phê chuẩn trong một cái dự luật làm thay đổi vị trí hành chính của nhóm đảo Senkaku. Và dự luật này đổi tên các đảo trong mục đích hình thành Senkaku, trong cái mục đích đổi tên các nhóm đảo hành chính này thành đảo gọi là Tonoshiro, là thành Tonoshiro Senkaku, để tránh nhầm lẫn với một khu vực khác của thành phố Ishinaki. Và theo đài NHK News của Nhật Bản đưa tin, những hòn đảo này gồm có 1.200 miles về phía tây nam của Tokyo, đã được điều hành bởi Nhật Bản kể từ năm 1972. Nhưng mà cả Tokyo và Bắc Kinh đều yêu cầu là mình được gọi là điều hành cái quần đảo này, và Trung Quốc vẫn muốn chiếm. Và đồng thời lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc là cho biết là hàng trăm hạm đội của họ đang ở khu vực bờ biển xung quanh các nhóm đảo này vào ngày thứ hai để mà phản đối dự luật mới của thành phố Ishigaki của quận Okinawa. Dạ, nhưng mà cho đến nay thì Nhật Bản vẫn rất là cương quyết để mà bảo vệ cái khu vực Senkaku này. Và bây giờ họ đổi tên hành chính cái khu vực này, nó tên là Tonoshiro Senkaku. Và Trung Quốc là không có vui với điều này khi mà Nhật Bản lên tiếng nói về chủ quyền của họ đã có trên cái khu vực đảo này là từ năm 1972 cho đến nay, thưa quý vị. Thưa quý vị, cái vấn đề da trắng da đen và kỳ thị chủng tộc vẫn cứ liên tục tiếp diễn, thưa quý vị. Mới đây chúng tôi đã trình bày với quý vị là một cái người driver, đó là một tay đua xe hạng nặng của NASCAR đó, ông đã yêu cầu là không có được treo cái cờ liên quân ở trong
cái cuộc đua xe này, thì chính ông ta đã mới hôm nay đã phát giác ra, thưa ông, xin lỗi, ngày hôm qua đã phát giác là trong gara của ông ta có một cái dây thòng lọng treo cổ, không biết ai treo vào đó, và người ta đang thắc mắc là làm thế nào mà có thể lọt vào cái gara của cái người tay đua này, bởi vì không có cho công chúng vào coi. Mãi đến khi mà mở cửa cho công chúng vào coi thì người ta tìm thấy trong gara của cái ông tay đua này có một dây thòng lọng treo toàn ten trên đó, đây là một dấu hiệu đáng nguy hiểm. Chúng ta thì đã thấy rằng là nước Mỹ này là cái tình trạng kỳ thị để sau nó cứ tiếp diễn hoài không có ngừng nữa, và mong rằng những người Việt Nam chúng ta đừng có tham gia vào những cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc này. Mà tôi thấy một số người Việt Nam chúng ta ở trên mạng có những cái lời lẽ kỳ thị rất là nặng nề đối với những người da đen, đây là một cái điều không có nên, thưa quý vị. Chúng tôi cũng mong rằng cái vấn đề kỳ thị này sớm chấm dứt, mà chính phủ trung ương sẽ có một cái biện pháp nào mạnh cương quyết để mà lập lại cái an bình an cho tất cả những người dân đang sống trên nước Mỹ này. Dạ, và kính thưa quý vị, tiếp tục nữa là một bản tin vô cùng sensitive cũng liên quan đến Trung Quốc nữa, thưa quý vị. Và bản tin này liên quan đến việc Trung Quốc đã bắt đầu phát hành kế hoạch chi tiết cho luật lệ an ninh quốc gia được áp đặt lên Hồng Kông. Và điều này thì làm cho những người dân Hồng Kông vô cùng phẫn nộ, và chắc chắn là sẽ có những cuộc biểu tình rầm rộ chuẩn bị diễn ra ở tại Hồng Kông khi mà bắt đầu là Trung Quốc sẽ chuẩn bị cho ra chi tiết hơn là những điều luật về an ninh tại Hồng Kông, an ninh quốc gia cho Hồng Kông nó sẽ diễn ra như thế nào. Có những điều luật nào được áp đặt, về chuẩn bị được đưa ra một cách chi tiết, và đặc biệt hơn là dự luật này sẽ đặt ra một cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc tại Hồng Kông để mà xem xét các vấn đề của Hồng Kông, và cũng như là đặt ra ngay tại Hồng Kông một cái văn phòng an ninh quốc gia để mà kiểm soát tất cả những vấn đề liên quan đến an ninh ngay tại khu vực của Hồng Kông. Và trong khi tòa án của Hồng Kông sẽ chủ tọa các vụ án hình sự an ninh quốc gia, thì có cơ quan an ninh Trung Quốc của đại lục cũng có quyền thực thi quyền tài phán của mình tại Hồng Kông. Như vậy đó thì sẽ có những người có thể bị dẫn độ từ Hồng Kông đi qua Trung Quốc để mà bị xét xử nếu như mà có liên quan đến việc an ninh xã hội vân vân. Cho nên đây là cái vấn đề vô cùng sensitive mà những người dân Hồng Kông không muốn, và họ muốn quyền tài phán phải thuộc về Hồng Kông chứ không phải là thuộc về Trung Quốc đại lục, để mà những người nào phạm tội hay là những người nào có bất kỳ vấn đề nào về an ninh sẽ phải được xét xử tại Hồng Kông và được pháp luật Hồng Kông một cách tự do để mà gọi là biện hộ cho họ hay là điều tra về họ, chứ không phải là Trung Quốc đại lục. Nhưng mà đây có thể là sẽ là lúc khó khăn hơn. Bà Carrie Lam ngày hôm nay cũng đã tuyên bố rằng là nói là dự luật an ninh quốc gia Hồng Kông thì không có ảnh hưởng gì đến người dân Hồng Kông hết, và đây là dự luật rất là tốt cho Hồng Kông. Còn nói như vậy nữa, cho nên là điều này làm cho người dân Hồng Kông vô cùng phẫn nộ, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, có nhiều cái chi tiết mà đằng sau trường sân khấu mà nhiều người ta không có biết được, mà chỉ khi nào báo cáo mới biết được. Một cái vấn đề rất là tế nhị, trong khi là dẫn giam giữ của anh Chauvin đó, ở nhà tù ở Ramsey County, Ramsey County đó, thì có cái lệnh trên là tuyệt đối cấm không được 8 cái người mà canh gác tù là người da đen không được đến gần ông Ramsey và không có nhiệm vụ canh giữ ông Chauvin này cả, tại vì ta sợ là có những xung đột như thế nào đó. Thì đây là một cái điều đáng ngại, và 8 người kia đã làm đơn khiếu nại với người quản trại giam đó là tại sao lại không cho chúng tôi canh giữ canh Chauvin này. Thì trên cấp trên nó cũng trả lời là chưa có một cái quyết định dứt khoát nào hết, nhưng mà tạm thời trước mắt là những người da đen đó, những cảnh sát da đen, những người cai tù da đen không được là đến gần anh Chauvin, cũng như là không có nhiệm vụ canh giữ anh này, mặc dù tới tour của họ, nhưng mà họ sẽ phải đi ra nơi khác để dành cho chỉ những người da trắng canh giữ canh Chauvin này mà thôi. Đây là một điều rất là lạ lùng mà người ta không giải thích được như thế nào, thưa quý vị. Hành chứng tỏ là cái tinh thần người dân Mỹ vẫn còn căng thẳng vô cùng đó. Dạ, và tại vì đây cũng là một vấn đề mà rất là sensitive, bây giờ ngay cả chính phủ cũng chưa biết cách nào giải quyết để cho nó hài hòa. Dĩ nhiên họ cũng muốn cái sự công bằng cho những người cảnh sát đang làm nhiệm vụ, nhưng mà họ cũng muốn xử phạt thật nghiêm minh những người nào mà phạm luật sai trái, nhưng mà họ cũng không thể nào quá nương theo cái ý muốn của người dân mà với những cái điều giống như là họ đốt phá, đập phá các cửa hàng, cướp bóc các cửa hàng cũng là những điều sai trái mà những người biểu tình đã làm ra. Cho nên cái điều nào cũng đang gặp trở ngại hết, nên cần phải có thời gian để giải quyết, nên họ phải, trường hợp của ông Chauvin họ phải làm như vậy đó, cho nên là hơi phức tạp. Chúng ta phải chờ xem để coi chính phủ có những cái biện pháp nào tiếp theo.
Và thưa quý vị, tiếp đến nữa là bức tượng của Tổng thống thứ 26 của đất nước chúng ta, ông Theodore Roosevelt, đã bị đưa ra khỏi một cái bảo tàng lịch sử ở tại New York. Và đây cũng là một cái việc rất đẹp nữa, khi mà có rất là nhiều bức tượng ở ngay tại tiểu bang California, ngay trong tòa nhà Quốc hội của chúng ta, thì tượng của Christopher Columbus cũng đã phải dời đi. Thì bây giờ đến New York, tượng của Tổng thống thứ 26, ông Theodore Roosevelt cũng phải bị cất đi, được bỏ vào trong kho của một viện bảo tàng lịch sử tại New York. Là tại vì cái bức tượng này đó là ông Theodore Roosevelt đang ngồi ở trên con ngựa, còn một bên của ông là một người da đỏ đang đứng, một bên là một người da đen đang đứng. Và người ta nói là bức tượng này nó thấy được sự khuất phục của người bản địa và cũng như kém cỏi về mặt chủng tộc, và điều này là không công bằng. Chính vì như vậy mà họ quyết định là phải bỏ bức tượng, phải cất giấu nó đi, không có được trưng bày ra nữa. Và cuối cùng thật sự thì bức tượng của ông Theodore Roosevelt đã bị cất đi ở trong cái nhà kho của Viện Bảo tàng Lịch sử tại New York, thưa quý vị. Thưa quý vị, cái vụ cất giữ này đã bị Tổng thống Donald Trump lên tiếng phản đối một cách mạnh mẽ. Nhưng mà tuy nhiên đây là một cái quyết định của những người quản thủ cái thư viện này, của quyền một hội đồng này. Họ nhận thấy rằng nếu mà để cái tượng này ở đây có thể gây ứng sự mà... gây cái sự mà khó chịu cho những người mà da đen cũng như là thổ dân da đỏ. Và cái người mà ông Blasio đó thì gọi là ông gọi là thị trưởng của New York rất là hài lòng về điều này. Và ông nói là phải cất cái bức tượng này đi, đúng rồi. Ông đồng ý với lại cái những người điều hành của viện bảo tàng về việc là phải cất bức tượng đó. Thầy chúng ta thấy là chính quyền trung ương và liên bang có nhiều khi cũng không thể là can thiệp vào công việc nội bộ của tiểu bang cũng như là của thành phố, thưa quý vị. Mặc dù tổng thống là cái người mà tư lệnh tối cao của quốc gia, nhưng mà nhiều khi các tiểu bang và các thị trưởng các thành phố không tuân lệnh thì cũng không làm gì được, không có thể mang quân đến mà dẹp, cũng như không thể nhốt được mấy ông thủ trưởng ra vào tù vì không nghe lời tổng thống. Dạ, không thể nào làm được vậy trong một đất nước tự do. Dạ. Dạ, tiếp đến xin mời chú. Dạ vâng, thưa quý vị, thêm một cái tin nữa là cái vấn đề Tổng thống Donald Trump cũng đã có một cái quyết định rất là dứt khoát đối với những người thợ ngoại nhập. Thưa quý vị, chúng ta biết là nước Mỹ vẫn luôn có một cái những chương trình đặc biệt dành cho những người thợ mà có cái khả năng đặc biệt chuyên môn ở nước ngoài đi vào nước Mỹ để mà làm việc, cũng như là những người thợ kêu là seasonal, tức là làm theo mùa thôi. Những người làm theo mùa thì đa số là những người ở miền Nam, tức là người Mễ đó, đi vào Mỹ và làm việc mà có cái máy contract với một cái công ty nào đó, chẳng hạn như là đi hái dâu hay là đi làm những công việc gì đó mà người Mỹ trắng không thể nào làm được. Tại vì chúng ta biết rằng là như hái dâu người Mỹ trắng mà đứng mà còng lưng mà hái một lúc là kêu trời luôn đó, mà chỉ có người Mễ có thể làm được cái đó, thì gọi là seasonal worker. Những người seasonal worker và những người mà kêu là làm việc mà specialist, những người thợ ở nước ngoài như là nursing hay là những người có thể đạt khả năng chuyên môn về computer mà không phải là công dân, như họ tới xin làm việc trong một thời gian ngắn. Bây giờ Tổng thống Donald Trump đang quyết định là không cho ai vô hết, tất cả là mọi người mà những thợ ở nước ngoài đều không được vô cho đến khi nào có lệnh mới. Thì vấn đề này cũng là một cái vấn đề tế nhị, cũng đã bị phản đối của nhiều cái công ty mà cần những người mà lao động ở nước ngoài vào. Thì tuy nhiên, nhưng mà trên phương diện an ninh cũng như là vấn đề tình báo và cũng như là về sức khỏe đó, Tổng thống Trump ra quyết định này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là một quyết định thích đáng mà trong tạm giai đoạn tạm thời mà thôi. Nhưng trong tương lai thì dĩ nhiên là có những việc này phải trả lại cho những người seasonal worker, những người ngoại nhập. Tại vì có những việc mà người Mỹ hoàn toàn chê bỏ, không chịu làm, thưa quý vị. Chính người Mỹ chê không làm, thành ra phải kêu người ngoài ngoài làm thôi. Nếu không thì không ai hái dầu được hết. Không ai hái dầu. Dạ, kính thưa quý vị, đến đây thì xin mời quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.